Chào đại gia đình cùng các con, các cháu ha. Hôm nay, buổi chiều hôm nay, cô ba Vi Tóc trở lại với cái video clip của mình. Là các con biết cô ba làm món gì không? Cái món này nấu xong rồi cho con cái hay là những người thân, người quen ăn. Tức là con người mình nhẹ nhàng lắm. Là hủ tiếu chay nha các con nha. Với lại có một cái cháu nào đó nhu cầu nói là cô ba ơi nấu hủ tiếu chay. Thì hôm nay là cô ba tiến hành để nấu hủ tiếu chay để cho gia đình ăn cùng, cho các con các cháu nhìn thấy được cái nấu nướng của cô ba Vlog ha. Rồi bây giờ là cô cháu mình tiến hành vào bếp nha. Đây là giá hẹ để mình trụng mình ăn với hủ tiếu nha con. Đây là củ cải rốt và củ cải trắng tạo cái nước ngọt. Đây là sườn heo nha con, sườn heo nền chiên để ngoài nha con nha. Đây là tàu hủ kỳ, nó giống như là bò viên này nha con nha. Đây là chả cá. Rồi đây là chả lụa chay ha. Rồi đây là đậu hũ nha. Còn đây là nấm đùi gà và nấm rôm. Đây là hạt liêm chay. Hạt liêm chay này làm từ các cái loại nấm nha con. Nấm rau ngũ quả rồi nó chế biến ra thành cái chất chay mặn gì mình liêm cũng được hết. Nhưng mà thật chất là cái này là chay nữa nha con nha. Rồi đây là nấm đâm cô đang ngâm nước sôi đây. Đây là hủ tiếu cùng tàu hủ kỳ. Tàu hủ kỳ miếng và tàu hủ kỳ cộng. Tàu hủ kỳ miếng là mình chiên mình ăn, còn tàu hủ kỳ cộng là mình nấu nha các con nha. Hành lá cùng hai cái mắm hương này. Các con biết không, mắm hương này là cái mà những cái trái mà nấu hả nước lèo nó rất là ngọt cho con, ngọt hơn bắp hơn tất cả. Nếu mà mình ăn chay mình nấu cái này nó mùi thơm mà nó có vị ngọt, ngọt của nước thanh thao lắm. Mà các con nấu lẩu cua đồng đồ thì các con cũng nấu với cây mớp hương này nha con, rất là ok. Này mớp ở nhà cô hái đây. Đó, bây giờ thôi mình tiến hành mình làm nha các con nha. Rồi bỏ muối nhầu nữa nha con. Cho nhầu gần 4 nước rồi nè. Giờ nước chốt là nước muối. Các con nhìn thấy là hết được rồi thấy không? Hết ra màu nâu màu sẫm rồi đó. Bếp hương của mình này nha con. Hái buổi sáng nè. Kêu cái cháu kia nó hái giùm 3 trái nó xinh hết 1 trái. Mình cũng cho đó. Bây giờ là mình không có gọt vỏ nha con, mình rửa cho sạch thôi, tự mình nấu thành nước lèo. Mình gọt vỏ thì nó chín quá nó sẽ bả ra nha con nha. Đòn ghê này không con. Bỏ nấm đâm cơ vô mình xào nha. Đây mình cho tí lục ca bột vani chay nha con. Rồi mình bỏ chung các loại nấm này vô mình xào luôn nha con nha. Đây vô đây tí muối. Rồi một tí lục bột nha con. Một chút xíu thôi. Coi nha con. Đây một miếng cà phê đường nha con. Cái này mình dằn cho nó thấm nấm nha con nha. Rồi bây giờ chuẩn bị bỏ vô nồi nha các con nha. Rồi cắt miếng nhỏ nhỏ thôi con, nó vừa ăn thôi.
Đây là mua 2 trái dừa nha con. Một trái là 12 ngàn, 2 trái là 24 ngàn. Mấy nước lẩu sẽ có nước dừa nha con nha. Bây giờ mình dàn một muỗng ăn canh muối nha con. Rồi, cũng được một muỗng này đi ngon, chay nha. Một muỗng đường, hai muỗng đường nha con. Rồi, để mình nêm nếm lại nha con nha. Rồi, bây giờ con tiếp tục con chiên nha con. Chiên đậu hũ kê. Mình chiên lại cho nó giòn, nó nóng và nó ngon nha các con. Chứ họ bán thì họ làm qua sơ lược một lần rồi họ ra họ bán. Bây giờ mình hầm nước mớp thì nó đã ngọt rồi nha con. Nước nó sôi dữ tắm rồi. Bây giờ mình vớt mớp ra cho nó tắm cái nồi nha con nha. Mớp này không phải mình vớt mình bỏ đó nha con, mình làm mớp luộc mình chấm ăn cơm. Rồi bây giờ mình bỏ cái tàu hủ kia miếng vô nha con. Bây giờ đặt cái nồi nước đèn mình nó đã chuẩn rồi nha. Bây giờ mình nêm nếm lại nha các con nha. Thì nó như cái nghe nó vừa ăn chưa. Phi hành tỏi nha con. Rồi bây giờ hành phi tỏi phi nó vàng nha con, mình cho vô nồi. Rất là ngon các con. Tuyệt vời. Tàu thịt kia vô nha con. Bỏ trước nó sôi nó sẽ nát. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình bớt cho con nha. Đây. Chị phải cắn để nha con nha. Bò viên nha, cũng đinh heo bò viên. Đây là chả lụa nha con. Bỏ vô đây tí hành nha con. À, con thấy không? Chai không? Ơi, bây giờ mình cho nước bèo vô nha con. Nước bèo rất là đậm đà, rất là ngon. Ok luôn. Chào đại gia đình cùng các cháu nha. Bây giờ cái hủ tiếu chay của cô Ba Vlog là nóng xong rồi. Bây giờ cô mời đại gia đình cùng các con các cháu cùng ăn với cô Ba ha. À, đây là chén nước tương và đây là chén chao. Hủ tiếu mình cũng được quyền nêm chao nha con, tại vì hủ tiếu chay. Đó. Nhưng mà chỉ có cô Ba là thích ăn nêm chay chứ còn nêm chao chứ ít có ai nêm chao lắm. Nêm chao nó béo mà nó ngon lắm.
cái nước lèo nó có cái chất nước dừa đó con, nó y như là xương ấm rồi mình hầm ra vậy, mớp hương nó thơm mà nó ngon nữa. Rồi cô ba mời con nha, đây là miếng chả chay. Đây có gì rất là thơm nha con, quế chứ không đuổi. Cô ba mời các con cùng đại gia đình nha. Tối cái cháo nào đó, tới là cô ba nói ơi nấu hủ tiếu chay đi, hôm nay cô ba đã hoàn thành hủ tiếu chay cho con rồi đó, con phải chạy theo cô ba nha. Rồi những ngày ăn chay tới đó con, là mình hả thích làm đồ chay ăn cơm cũng được, mà thích nấu những cái bát hủ tiếu gì có nước để ăn cho nó khỏe trong người. Nhưng mình ăn được cái tô này phải nói là tô chay với mình rất là nhẹ nhàng con người con, vì con người mình có tâm của đức mà cầm có như là cái ăn chay này thì rất là tốt. Người ta thường nói cái bạn thử mình là một cái nghĩa địa. Nếu mà mình không ăn chay, không biết niệm Phật đó, tức là mình rất là u ám và buồn bã, có những cái nó hơi trắc trở trong cuộc đời của mình. Còn mình biết ăn chay mà biết niệm Phật đó, thì tất cả mọi cái nó đều xóa tan đi hết. Mình trở thành con người rất là nhẹ nha con. Cô nói chung là về Phật Pháp thì cô cũng không có hoàn hảo lắm, nhưng mà mình đã cầm cây nhang, mình đốt nhang, mình niệm Phật, thì tất cả những cái gì mình tin về Phật thì phải có hết nha các con nha. Đây là miếng chả cá nha các con. Còn thiếu nhiều món lắm thôi, mà đại khái vẫn được rồi con. Còn Quỳnh Thánh làm nhân để chiên, mình ăn về cũng quá là hấp dẫn. Con biết không, có ba đang quay nè, mà đang ăn đang nói chuyện với các con thì tự nhiên có đơn hàng báo về, làm hai đứa con làm không kịp, làm xong bây giờ cô quay tiếp. Khách có thương cô không? Đơn về á con, hai cái lẩu thái đó. Một cái lẩu cái diêu hồng là ba cái, cô ba làm tốt mà thôi vậy. Làm xong rồi tôi tứ mình nở. Các con ơi, các con đã đồng hành với cô ba, có thêm mến cô ba đó. Ừ, các con nhớ bấm subscribe và cho cô ba một like nha các con. Và các cháu nào gần xa, nếu mà muốn nấu một cái món gì thì nhắn về cái kênh của cô ba, là cô ba sẽ không phụ lòng các cháu, cô ba sẽ làm để cho các cháu đồng hành với cô ba ha. Các con nhìn thấy mồ hôi không? Là nó ba cái lẩu, hai cái lẩu thái với lẩu diêu hồng. Sườn heo mà con nó dai, nó không giòn mà nó dai, tại mình bỏ vô nước. Con cùng đại gia đình nhớ cho cô ba một like nha, để động viên cho cô ba. Dù cho mệt mỏi có tới đâu đi chăng, nhưng mà nghe các con nhắn cái tin về cô ba ơi làm món này, cô ba ơi làm món kia, là cảm thấy mình khỏe phắn liền. Là ngày mai là sẽ có ngay cho các con liền. Là cô ba rất
cô ba rất là cảm ơn các con, nhưng mà thí dụ yêu thích về cái vấn đề nóng lớn của cô ba đó, dù cho cô ba có lớn tuổi quên trước không sao, nhưng mà các con luôn luôn ủng hộ cho cô ba thì cô ba rất là mừng. Thành ra mà các con nhắn về là cô ba làm liền thôi, cô ba không có từ chối mà cô ba mừng lắm. Thôi giờ video của mình đến đây là cô ba xin tạm dừng ha. Cô ba cũng chúc đại gia đình cùng con cháu gần xa được một ngày vui tươi, an lành, mạnh khỏe, vui vẻ bên nhau ha. Thôi cô ba xin chào đại gia đình cùng các con các cháu nha. Cô ba chào.